Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam. Dạ, cô chú anh chị ơi, thì giờ cũng trưa rồi. Thì hồi sáng trên cái video hồi sáng mà Nam có chia sẻ với cả nhà là sư Minh Khổ đi riêng. Thì Nam cũng muốn cho mọi người biết là như thế là từ ngày hôm nay là sư Minh Khổ và sư Tâm Dũng và sư Dược Sư sẽ không có đi chung với nhau. Chỉ còn lại là sư Tâm Dũng và Dược Sư đi thôi cả nhà. Còn sư Minh Khổ thì đã đi từ rất sáng, khoảng hơn 6 giờ sáng thì thầy đã đi. Và lúc trưa sau khi thọ thực xong đó, thì có nghe chia sẻ là thầy đi về Cà Mau để mà làm giấy tờ gì đó, và cho xong giấy tờ và thầy hướng của thầy đi, nghe nói là thầy đi qua bên Phú Quốc. Thì thời gian sắp tới thì Nam sẽ không có thể nào cập nhật về sư Minh Khổ cho cô chú chị mình xem được ha. Thì mong tất cả mọi người thì cũng thông cảm, tại vì Nam chỉ đi theo quay và chia sẻ hình ảnh cho các thầy, cho cô chú chị mình xem và biết như thế nào cái ngày hôm đó thầy đi như thế nào và cắt thật như thế nào. Thì cái cuộc hành trình đó thì Nam cho ghi hình lại và đăng lên cho tất cả mọi người xem. Thì nói chung cũng khá là buồn, mới hội ngộ bữa đêm hôm kia đó, thì ngày hôm qua thì đi chung được một ngày với nhau, và đêm hôm cũng nghỉ chung với nhau là 2 đêm 1 ngày. Thì hôm nay sáng nay khá là bất ngờ thầy quyết định đi riêng. Và khi mà Nam quay lại chỗ thầy Minh Khổ thọ thực á, thì thầy Minh Khổ không còn ở đó nữa. Và Nam có hỏi thăm những cái quán cô đối diện thì nói là thầy có một thầy đã đi rồi đó. Nhưng mà đi một đoạn thì hình như là bà con chia sẻ là thầy đã quá duyên trên xe là thầy đi, mà không biết là xe đi tới đâu á, thì Nam không biết ha. Thì mong tất cả mọi người nếu mà xem được video của Nam và gặp thầy Minh Khổ đâu thì nhớ comment cho chàng Nam ha. Nói chung là Nam cũng muốn biết là thầy Minh Khổ về tới đâu rồi, và trên đường đi có thuận tiện hay không. Thì bây giờ Nam sẽ mời tất cả cô chú chị mình theo dõi nội dung của sư Tâm Dũng và Dược Sư của buổi trưa hôm nay dừng chân như thế nào, và trong ngày hôm qua thì hai thầy đi chăn đau ra làm sao, thì Nam sẽ quay cho cô chú chị mình xem. Cô chú chị ơi, thì Nam cũng quên chia sẻ cái phần này, nó cũng hơi hơi khó chịu đến khán giả xem. Thì sau khi mà cái những dòng chữ mà nó chạy trên cái video á, thì hồi sáng nay thì Nam mới chuyển qua cái chế độ đó. Thì nó có nguyên nhân như thế này, thì Nam cũng chia sẻ cho mọi người xem và nghe và hiểu được cái phần mà Nam làm như vậy. Trước đây, tất cả những video trước đây á, thì Nam chỉ có để dòng chữ là Trần Nam TV và để đứng yên chính giữa đứng yên chính giữa thôi cũng vậy, thì cũng làm người xem thì cũng không có đỡ khó chịu. Thì nó có một lý do là Nam muốn cho chữ nó chạy như vậy, như thế này. Cũng có rất là nhiều bạn, đa số là trên TikTok, thì mấy bạn đó thì lấy những video của Trần Nam để chia sẻ như vậy, thì Nam cũng rất là cảm ơn mấy bạn đó rất là nhiều. Nhưng có một số bạn nha, lấy video của Nam nhưng mà cái chữ của Nam á, Trần Nam TV mà Nam che làm mờ đi 30%, nó mờ rồi, mà mấy bạn đó cố tình dùng những cái hình ảnh hoặc là viết chữ lên trên đó che luôn cái nguồn kênh của Trần Nam. Thì Nam rất là sợ cái vấn đề mà như vậy rồi xong rồi sẽ ghi cái tiêu đề nó khác đi đó, thì sẽ ảnh hưởng đến Trần Nam.
Thì cũng như vậy thì Nam mới cho nó chạy cái dòng chữ như vậy. Và Nam có thể Nam chỉnh mờ đi nữa, sẽ mờ hơn một chút. Cái đó thì nó có thể mọi người xem thì có hơi khó chịu, thì Nam sẽ có một bình luận, cũng bình luận dưới cơ video của chàng Nam sáng. Thì Nam cũng có xem bình luận đó, thì cũng có một bạn nói là cũng chia sẻ là có nhiều người để lấy cắp video và sẽ sử dụng sai mục đích. Đó thì sẽ ảnh hưởng đến chàng Nam. Thì mong tất cả mọi người khi mà xem được cái phần mà Nam chia sẻ như vậy, thì mong quý bà con yêu mến chàng Nam thì cũng thông cảm và hoan hỷ bỏ qua. Thì Nam sẽ tiết chế lại là sẽ cho nó mờ đi nữa, cho để mọi người xem sẽ khó dễ chịu hơn, dễ nhìn hơn. Thì mong tất cả mà bà con cô bác mình cũng thông cảm và bỏ qua cho chàng Nam, cũng vì bất đắc dĩ. Trước đây là chàng Nam không có ghi cái chữ chèn lên trên màn hình đâu, nhưng mà có nhiều người lấy video của chàng Nam xong rồi nó đưa sai cái nội dung cái video đó, thì người người ảnh hưởng là chàng Nam. Thì Nam cũng chỉ muốn để cho như vậy để cho mọi người khỏi là lấy cái hình ảnh của chàng Nam quay, và nó sẽ những cái chuyện nó nhạy cảm khác. À, trên nền tảng xã hội thì cô chú anh chị mình cũng thừa biết là nó là một cái con dao hai lưỡi, đặc biệt là trên nền tảng TikTok. Đó, trên nền tảng TikTok khi mà lợi dụng cái lấy hình ảnh đó mà ghi sai cái nội dung thì nó lan tỏa rất là nhanh. Đó, cho nên mọi người cũng hoan hỷ cho chàng Nam ha. Thì Nam cũng mời tất cả mọi người xem hết video của chàng Nam. À, dạ cô chú chị, thì bây giờ buổi trưa thì hai thầy cũng nghỉ trưa cô chú chị. Đó thì cũng giống như cái video sáng Nam chia sẻ, thì chính thức thầy Minh Khổ đã đi riêng và đi hướng khác ha cả nhà, để cho mọi người biết là thầy như là không có về Sài Gòn. Đúng rồi, thầy không về Sài Gòn là thầy đi về Cà Mau. Là thầy về làm ba cái giấy tờ liên quan tới đất đai gì đó cô chú chị. Đó thì thầy đi đi trước. Bây giờ cái buổi trưa thì thầy Tâm Dũng và thầy Dược Sư đang đang nghỉ trưa tại khu nhà mồ gần lộ ha cô chú chị. Đây đây là thầy Dược Sư. Đó, thầy Tâm Dũng ở bên đây. Bữa nay chân chân hai thầy sao? Rồi, thấy nó đỏ à? Chân của thầy Dược Sư bởm nó bị phồng chỗ nào thầy? À, đang lỗ, xì ra nè. Đang nước dột. Dạ. Có tối quang lấy một quẹt nướng cho thầy á. Nướng hả? À, nướng hồng lên vậy á, diễn. Đó, cái này là thầy Dược Sư cũng đang diễn cả nhà. Đó, ông diễn mà tới phòng giò luôn nè. Đó. Đây nè, đó. Diễn á, diễn mà tới phòng giò luôn. Mấy lớp. Xì lớp, bị xì lớp. Thầy mới đi cho nên bị xì lớp mới nghe cả nhà. Còn nữa, còn xì dài dài nữa. Chưa đâu, da giò của thầy này thì chưa đâu, nó có thể còn trải qua rất là nhiều nhiều chặng xì lốp nó mới dày, rồi giống như giò thầy Tâm Dũng, mà giò thầy Tâm Dũng dày cả đó mà đi còn chịu không nổi đó cả nhà. Đó, chân ổng như thế này nè mà ổng đi với cái nắng như thế này mà mỏng dãy luôn, mỏng cái này, mỏng rồi này, bị mỏng rồi, mọc dãy luôn, cái này bị sừ lên luôn. Thời tiết nóng quá, nóng bể đầu. Nắng quá đi nó mệt. Dạ. Tính ra cái này là chưa có ăn thua gì ở ngoài Đồng Nai. Chắc do mấy bữa nay con đi nhiều quá xuống dạ, sức. Kiểu như với lại ở trên vùng lạnh về đây cái nó bị đổi, ngọt. Nó đổi thay đổi khí hậu.
Con về đây mà con thấy nó, con bữa đầu tiên là con thấy mệt mà. Dạ. Dạ. Nhìn cái da của con với da của thầy nó khác nha. Bữa nào chắc con lọt giày con đi theo thầy con diễn bữa nữa. Giờ chú đi dừng đẩy xe theo hả? Chú đẩy xe theo thì chú đi ngày thôi. Ngày. Không, buổi chiều thôi. Không cần buổi rồi, khoảng 1 tiếng hồi, tầm khoảng 12 1 giờ trưa thôi, 1 tiếng hồi thôi. Con nghĩ chắc cũng không có lết nổi. Con mang giày này đôi khi đi con bị đau móng nữa mà. Nó chưa gì còn đi xong không nổi nữa. Kiểu như đuối sức à. Bữa nay đi có buổi sáng này chắc 4-5 cây. Cây cả đó cả 5 cây. Thấy nó dài chứ. Bây giờ mình chiều hạ nắng tầm khoảng 3 giờ hơn rồi hả đi. Đi rồi tầm khoảng 6 giờ tối vậy đó. Rồi nghỉ. Cái này đen đen là chú biết gì không? Keo. Nhựa của cái đường. Không, con thấy keo nó dính á. Nhựa. Cái nhựa keo á, khi mà thầy đi vô cái nhựa đường cái rồi nó dính đường. Vô nhựa đường nó dính, bữa nó dính kéo ra như kẹo cao su á. Thầy Minh Khổ nghe nói là thầy về lại Sài Gòn để làm găng gì á. Thầy đang kiếm chỗ để thờ thập. Chàng Nam cũng xin phép kết thúc video ha quý anh chị. Chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc ha. Và đừng quên đăng ký và bấm like và để lại bình luận cho Chàng Nam cô chú anh chị.